Bạn đã đầu tư rất nhiều tiền để kinh doanh phòng tập thể hình. Bạn đầu tư hàng tỷ đồng cho các thiết bị luyện tập. Bạn đầu tiền để thiết kế không gian phòng tập. Thế nhưng vẫn không thể thu hút khách hàng, thậm chí khách hàng đến một lần không trở lại nữa. Lý giải cho điều này, phần lớn khách hàng cảm thấy thiếu không khí ở phòng tập, không gian âm nhạc không phù hợp với sở thích để có thể thỏa sức luyện tập. Chính vì vậy, việc đầu tư thiết kế một hệ thống âm thanh phù hợp cho các phòng tập thể hình chính là sự đầu tư cần thiết để thúc đẩy tinh thần nỗ lực tập luyện, nâng cao trải nghiệm đối với khách hàng. Âm thanh thông báo. Trước khi tham gia luyện tập ở bất kỳ phòng tập nào, chúng ta đều phải hiểu rõ nội quy, quy định. Thông thường thì các nội quy sẽ được gắn cố định tại khu vực lễ tân. Thế nhưng không phải ai cũng đọc và nghiêm túc chấp hành. Sẽ có người tiện tay vứt rác bừa bãi, để đồ không đúng quy định, thậm chí thay luôn đồ tại phòng tập. Nhân viên sẽ không thể kiểm soát hết các hoạt động của khách hàng. Thay vào đó, hệ thống âm thanh thông báo sẽ làm nhiệm vụ nhắc nhở. Hệ thống âm thanh được cài đặt vào những khoảng thời gian nhất định sẽ tự động nhắc nhở những quy định chung, truyền đạt trực tiếp tới mỗi khu vực. Tình huống khẩn cấp. Khi có các tình huống khẩn cấp xảy ra như thông báo cháy, sơ tán khẩn cấp hoặc tai nạn cần cấp cứu, số lượng người trong phòng tập đông càng khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn. Khách hàng sẽ không biết thoát hiểm theo đường nào là an toàn. Đội ngũ cứu hộ sẽ khó khăn trong việc truyền thông tin đến khu vực nhà cao tầng đang có sự cố hay hỏa hoạn. Nếu hệ thống thông báo được sử dụng, sẽ phát huy vai trò truyền đạt thông tin, hướng dẫn xử lý kịp thời các tai nạn, đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên, vừa giảm thiểu rủi ro không đáng có. Chất lượng âm thanh. Phòng tập là nơi có diện tích rộng, với nhiều khu vực khác nhau và mục đích sử dụng khác nhau. Nếu chỉ tập luyện mà không có âm nhạc hỗ trợ, khách hàng sẽ cảm thấy vô cùng nhàm chán, mất hứng thú ngay lập tức. Một số phòng tập gym có hệ thống âm thanh nhưng chất lượng kém, thiết bị lỗi thời nên hay xảy ra lỗi vặt, nghiêm trọng hơn thì loa rè, loa bị hú hoặc âm thanh lạ từ vỏ loa rì sét sử dụng lâu ngày. Một hệ thống âm thanh đạt chuẩn chất lượng không chỉ tạo cảm hứng cho việc tập luyện mà còn giúp khách hàng có cảm xúc tốt nhất với trải nghiệm. Với các phòng tập gym thì hệ thống âm thanh mạnh mẽ, sôi động, kích thích. Trong các phòng tập yoga thì hệ thống âm thanh được sử dụng nhẹ nhàng hơn, giúp các học viên có thể vừa tập luyện vừa thư giãn. Tại bể bơi thì âm thanh du dương, phù hợp với từng trải nghiệm của khách hàng. Yếu tố thẩm mỹ. Một số phòng tập thể hình tuy đã lắp đặt hệ thống âm thanh, thế nhưng do sử dụng các loa thường, chiếm diện tích, thiết kế lỗi thời cũng khiến phòng tập trở nên mất mỹ quan. Một hệ thống âm thanh phòng tập thể hình hiện đại có thể sử dụng loa hộp hoặc loa âm trần, giúp tiết kiệm diện tích sử dụng, vừa trang trí, tạo sự đẹp mắt hiện đại, lại vừa đáp ứng thị hiếu của người dùng. Công nghệ tự động. Hệ thống âm thanh được chạy bằng cơm do con người điều khiển, không chỉ tốn thời gian, tốn công sức khi phải bật tắt cho từng khu vực mà còn dễ gây nhầm lẫn. Việc quản lý trở nên khó khăn. Để xử lý điều này, phòng tập thể hình chỉ cần lắp đặt hệ thống âm thanh tự động hiện đại, phát đúng lúc, đúng chỗ, vừa giảm thiểu chi phí, vừa rút ngắn thời gian quản lý. Đừng để việc kinh doanh phòng tập của bạn dần tàn lụi chỉ vì thiếu chuyên nghiệp ở hệ thống âm thanh. Hãy đầu tư lắp đặt hệ thống âm thanh tốt nhất và tất cả các vấn đề khó khăn của bạn đều được giải quyết một cách dễ dàng. Âm thanh của bạn, sứ mệnh của chúng tôi.